không chỉ là hoạt động thể thao thông thường, đó còn là vùng giao thoa của những doanh nhân trên cả nước. Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần thứ 5 năm 2019 chính thức khởi tranh từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019. 15 môn thi đấu với số lượng vận động viên dự kiến lên đến hơn 3.000 lượt vận động viên tham dự, một con số ấn tượng nhất trong các lần tổ chức đã qua. Môn việt giã các cự ly tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, môn bơi, quần vợt và cầu lông tại câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ và nhà tập luyện Phú Thọ, môn bida câu lạc bộ bida Bảo Bình, off-road xe đạp địa hình và chạy bộ địa hình diễn ra tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, bóng đá và môn bắn cung nhà văn hóa lao động, thử thách sức bền với leo dọc tòa nhà tại trường đại học quốc tế Hồng Bàng, môn bóng bàn tại nhà thi đấu Hoa Lư, sân golf Tân Sơn Nhất diễn ra các cuộc tranh tài của môn golf, môn thi đấu bowling tại trung tâm Gigamon và môn cờ tướng tranh tài tại tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần thứ 5 năm 2019 chính thức nhận đăng ký đến hết ngày 25 tháng 8 qua cổng thông tin và trang web 2030club.vn/olympic. Hãy cùng tham gia và cùng trở thành đơn vị đồng hành của sự kiện thể thao ý nghĩa hàng năm dành cho giới doanh nhân.